đây là em chỉ làm mỗi Liên Minh Huyền Thoại thôi, và Liên Minh Huyền Thoại là một cái tựa game mà có rất là nhiều những anh em họ quan tâm và họ theo dõi, và thậm chí là từ cái tựa game đó mà họ mới bắt đầu biết đến mình và họ yêu thích mình, đổi sang Tốc Chiến, một cái tựa game hoàn toàn mới, mặc dù cũng dựa trên nền tảng đó, nhưng mà dù sao thì mình cũng phải đi lại từ đầu đúng không ạ? Thì đương nhiên là em cũng rất là lo lắng về chuyện là mình sẽ phải bắt đầu lại như thế nào. Cái này không khác gì là làm lại từ số 0 hết. Hello, xin chào các bạn độc giả của Thể thao.vn, mình là Minh Nghi. Gần một năm rồi, Thể thao VN mới có dịp ngồi trò chuyện với Minh Nghi. Dạ. Thì 2021 vừa qua của Minh Nghi đã diễn ra như thế nào với Tốc Chiến đấy? Dạ, với Tốc Chiến thì năm 2021 là năm đầu tiên mà em bắt đầu thử sức với bộ môn Tốc Chiến, một bộ môn rất là mới. Và ra ban đầu thì không chỉ Minh Nghi mà chắc chắn là các bạn player hoặc là các anh em mà quan tâm về thể thao điện tử và cả quan tâm tới các tựa game của Riot, họ sẽ rất là kỳ vọng về Tốc Chiến. Nhưng mà có lẽ là năm 2021 không phải là một năm quá bùng nổ hay là quá thành công của Tốc Chiến, thì Riot họ cũng đã thông báo rằng năm đó chỉ là năm beta thôi. Để năm nay thì tụi em sẽ fix lại tất cả mọi thứ và ra mắt một cái tựa game nó một cách tốt nhất, một cách chất lượng nhất cho các bạn. Bình thường là mọi người sẽ biết đến Minh Nghi nhiều ở cái vai trò là host cũng như là làm MC hoặc là một talent nào của một cái tựa game của eSports đúng không ạ? Bên trong thì em còn làm một vai trò nữa là em là một producer, một người phát triển nội dung cho eSports. Thì ở vai trò là host, một talent on cam thì em thấy là mình chắc là khoảng 8 trên 10 điểm với cái vai trò mà em đã làm rồi. Không có gặp quá nhiều khó khăn, đồng nghiệp cũng rất là dễ thương. Nhưng mà còn về riêng mảng phát triển nội dung của eSports cho tựa game Tốc Chiến thì em đánh giá mình chỉ mất cỡ 4 đến 5 thôi, và em sẽ cố gắng để phát triển cái phần sản xuất nội dung nhiều hơn cho Tốc Chiến ở trong năm nay. Khi mà Minh Nghi chuyển sang cái tựa game mới như Tốc Chiến ấy, thì những cái khó khăn mà Minh Nghi gặp phải là thế nào? Cái khó khăn lớn nhất mà Minh Nghi gặp phải chắc chắn là không có view rồi. Ôi trời, rớt nước mắt. Nhưng mà không sao hết, tại vì dù sao thì khi mà em đã suy nghĩ đến chuyện thử sức ở một tựa game mới thì em cũng đã phải dự trù trước là trong những năm đầu tiên, có thể là khoảng 2 đến 3 năm sẽ là những năm mà phải làm việc rất là nhiều và cũng phải chấp nhận với chuyện là không có được nhiều bạn quan tâm cũng như là nhiều view như là khi mà em làm cái công tác ở cái tựa game trước. Bây giờ thì Minh Nghi làm host thì tức là nhường lại sân khấu cho các MC đúng không? Không nhường nha, giành được là giành đó, không nhường đâu. Nhưng mà có bao giờ Minh Nghi suy nghĩ rằng những cái dấu ấn mà mình tạo ra cái vai trò MC trước ấy sẽ bị dần dần sẽ bị phai mờ bởi những cái bạn mới xuất hiện không? Có hai loại cảm xúc không? Một loại cảm xúc là mình ở cái sân chơi này một mình không có đối thủ. Đó là cái khoảng thời gian mà khi mà em mới làm Liên Minh Huyền Thoại lên thì lúc đó cả Liên Quân Mobile cũng chưa có MC nữ, rồi những cái tựa game khác là gần như là chỉ một mình em thôi. Và dù sao thì cảm giác cũng rất là cô độc khi mà anh xung quanh mình không có những người đồng nghiệp nữ để mình có thể học hỏi, mình theo dõi cái bước phát triển của họ. Thì sau đó khi mà có nhiều bạn lên rồi, em cũng thích rất là nhiều bạn, ví dụ như là Phương Thảo. Sau này thì có đồng nghiệp trực tiếp với em là chị Trúc Anh, hay là đồng nghiệp bên Valorant là bạn Linh Nắng, mỗi người một vẻ. Thì mọi người làm cho em cảm thấy là cái không khí, cái màu sắc của thể thao điện tử hiện tại đang rất là đa dạng với phái nữ. Sau đó thì em chuyển sang vị trí host thì em thấy vẫn ok, em lại quay trở lại cuộc chơi chỉ có một mình hả? Bây giờ thì Minh Nghi chỉ có một mình Minh Nghi ở vị trí này, thì Minh Nghi liệu có bao giờ cảm thấy có cái cảm giác cô đơn trên đỉnh cao không? hay nói không ai để cạnh tranh được ấy, mà không có ai để cạnh tranh ấy. Dạ, gần đây thì có MC Phương Thảo cũng làm ở vị trí host cho Liên Quân đúng không ạ? Đối với em thì em thích cạnh tranh, em thích cảm giác là nhìn mọi người đang đi xa, nhìn mọi người đang bắt đầu bước nhanh hơn mình, nhìn mọi người đang có những cái điểm sáng hơn mình. Và từ đó thì mình cảm giác là có một cái động lực nào đó đẩy mình đi tiếp, là mình phải học hỏi nhiều hơn, mình phải làm cái gì đó mới lạ hơn, mình phải học một cái kỹ năng gì đó mà chỉ có thể là mình làm được thôi. Vậy thì khi mà Minh Nghi đảm nhiệm cái vai trò host này thì có cái hình mẫu nào mà Minh Nghi đang hướng tới không? Có một hình mẫu mà em đang hướng tới ở vai trò bạn phân tích chắc chắn là Shock. Nếu như mà mọi người là fan của eSports thì chắc chắn là mọi người sẽ biết là Shock là một trong những host nhận được rất là nhiều giải thưởng của eSports Award mỗi năm. Thì chị Shock là một trong những hình mẫu mà em hướng tới, một người không cần phải nói quá nhiều chuyên môn những cái gì đó cao xa quá, mà cái quan trọng là mình đẩy được cái mood của khán giả khi mà đang xem lên, mình có thể nói những cái nó
nó vui vẻ hơn, nó hấp dẫn hơn, nó nhiều năng lượng hơn. SEA Games 31 này thì cũng là lần đầu mà Tốc Chiến được đưa vào để tranh huy chương ấy. Dạ. Thì Minh Nhi và các cộng sự của mình đón nhận cái tin này thì có cảm xúc hay phản ứng như thế nào? Thì ban đầu đương nhiên là rất là vui và em cũng rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ rằng Tốc Chiến là một bộ môn rất là mới, một bộ môn mà thậm chí là năm ngoái chỉ mới là bản beta thôi chứ chưa tới bản chính thức nữa, mà lại nhận được tới cả hai cơ hội, đặc biệt là cơ hội cho nội dung đồng đội nữ. Tốc Chiến là bộ môn duy nhất có nội dung đồng đội nữ, thì đương nhiên là cái bất ngờ đó cũng sẽ đi kèm với rất là nhiều lo lắng. Cá nhân em cũng rất là lo lắng cho các bạn nữ, tại vì hiện tại ở Việt Nam thì sân chơi dành cho nữ của bộ môn Tốc Chiến đang không có những cái đội tuyển mà họ ngang tài ngang sức với nhau, có sự cạnh tranh đủ để thúc đẩy tất cả các đội họ phát triển nhiều hơn. Hy vọng là VGaming đại diện dành cho nữ của bộ môn Tốc Chiến họ có thể tìm được nhiều những cái đội tuyển mạnh ở đấu trường quốc tế để train, để scrim, để phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Mình nghĩ rằng là khi mà Tốc Chiến xuất hiện là SEA Games và lần này thì chúng ta thi đấu trên sân nhà, thì liệu các bạn có bị gặp áp lực về thành tích không? Ôi, em nghĩ là thi đấu trên sân nào chắc chắn là cũng sẽ phải chịu áp lực về thành tích rất là lớn luôn ấy. Đặc biệt là vừa rồi nếu mà mọi người có coi vòng loại của Tốc Chiến thì Team Flash đã đánh bại được SBDC, thì đây là một điều mà tụi em cảm thấy đầu tiên là rất mừng cho WCS Việt Nam giải quốc nội là không còn SBDC độc cô còn bại ở vị trí hạng nhất nữa. Nhưng mà một điều mà tụi em rất là lo đó là so với lại SBDC thì Team Flash có vẻ như là hơi ít cơ hội để cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Các bạn cũng là những cái mảnh ghép khá là mới mà Team Flash tìm về, mặc dù là những mảnh ghép rất là hoàn hảo, nhưng mà dù sao thì cái cơ hội cạnh tranh quốc tế, vì cái đấu trường quốc tế nó ảnh hưởng tới tâm lý rất là nhiều, thì đó đang là điều mà bên phía tụi em lo lắng nhất cho Team Flash. Bây giờ phái nam và phái nữ ở trong thể thao điện tử ấy, nói chung và ở Việt Nam nói riêng ấy, đang có sự chênh lệch. Mình nghĩ rằng về cái vấn đề mà bình đẳng giới ấy, thì với Tốc Chiến và với thể thao điện tử của Việt Nam lúc này nó ra sao? Em vẫn nghĩ rằng phái nam họ có ưu thế hơn. Đầu tiên là các bạn khỏe hơn, các bạn có thể training khoảng, em biết có những bạn tuyển thủ training 16 tiếng hoặc là thậm chí là 18 tiếng một ngày đó, các bạn chỉ dành thời gian để chơi game thôi. Nhưng mà còn phái nữ thì khác, các bạn có sức khỏe của các bạn thường không có bằng so với phái nam. Sinh lý của phái nữ nó cũng tùy thuộc vào ngày trong tháng nữa, nó ảnh hưởng rất là nhiều về mặt tâm lý cũng như là sức khỏe cơ thể của các bạn. Giai đoạn mà xã hội đấu tranh rất là nhiều về công bằng cho phái nữ rồi, thì em nghĩ là sắp tới các nhà phát hành, các nhà sản xuất game cũng sẽ phát triển những cái giải đấu dành riêng cho nữ, cuộc chơi nó công bằng hơn và nó có nhiều cơ hội hơn để các bạn nữ thể hiện ở trên cái đấu trường eSports này. Được, cách đây cũng không lâu thì anh có một phỏng vấn một bạn là bạn Lê Huyền Nhật đấy, thì bạn ấy là người chơi nữ đầu tiên mà xếp hạng cái đấu của Tốc Chiến ấy. Dạ. Thì bạn có nói với anh rằng là nếu mà phái nữ mà được đầu tư như phái nam ấy thì là cạnh tranh sòng phẳng, đánh sòng phẳng. Wow. Thì em nghĩ sao với quan điểm này? Tuyệt vời, nếu như mà các bạn nữ có cái quan điểm là mình sẵn sàng, mình tự tin để có thể cạnh tranh ngang ngửa với lại phái nam, thì em tin chắc chắn là các bạn nữ sẽ tìm ra cách để có thể thực hiện được những điều đó. Vừa rồi em có nói là mình có hơi kém ưu thế hơn so với nam về mặt sức khỏe, nhưng mà bù lại thì các bạn nữ sẽ linh động hơn, sẽ dẻo dai hơn, sẽ sáng tạo về cái cách mà training để có thể cạnh tranh phái nam. Thì bình thường trong cuộc sống của em có một cái quan điểm là quan trọng là mình có nghĩ tới điều đó hay không. Khi mà mình nghĩ tới điều đó thì mình sẽ làm được, chỉ đáng sợ là mình chưa nghĩ tới điều đó hay không. Thì nếu mà Huyền Nhật có một cái chia sẻ như vậy thì em cảm thấy tương lai của eSports, đặc biệt là cho phái nữ bộ Tốc Chiến sẽ rất là phát triển. Thì SEA Games này tính huy chương chính thức ấy. Dạ. Thì em nghĩ rằng đây là bước ngoặt đối với cả Tốc Chiến không? Tốc Chiến là thể thao Việt Nam nói chung, thể thao Việt Nam nói chung không? Dạ đương nhiên, chắc chắn một cái huy chương vàng, hai cái huy chương vàng là hai cái cơ sở rất quan trọng. Các tổ chức thể thao điện tử khác họ sẽ có cơ sở để bắt đầu thử sức ở trong cái bộ môn này. Thì trong với những gì mà đã diễn ra trong năm 2021 ấy, thì là Tốc Chiến Việt Nam đã tạo dấu ấn và thậm chí là tạo dấu ấn mạnh mẽ ở cả giải đấu khu vực. Dạ. Quốc tế. Mình có đánh giá rằng là Tốc Chiến Việt Nam đang đứng đầu khu vực. Đứng đầu khu vực Đông Nam Á đúng không ạ? Có.
Em chắc chắn là tin là tạp chí Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á, và thậm chí là khu vực Đông Nam Á là đứng thứ nhì thế giới. Năm ngoái thì nhiều bạn player vẫn cảm giác rất là tiếc nuối khi mà SBC thất bại trước đại diện đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà mình phải nhìn lại một cách công bằng, đó là SBC trong cái giai đoạn Horizon Cup đó không phải là một cái giai đoạn đỉnh cao của phong độ của họ. Họ gặp vấn đề về mặt nhân sự. Những màn thể hiện của top 4 Việt Nam hiện tại và top 4 Hàn Quốc hiện tại thì em vẫn cảm giác là top 4 Việt Nam hiện tại họ đồng đều về mặt sức lực, và thậm chí là họ có thể đánh bại top 4 của Hàn Quốc. Nhưng nghĩ rằng đâu nó sẽ là đối trọng của top 9 Việt Nam ở SEA Games 31 này? Đối trọng của Việt Nam ở SEA Games 31 này em nghĩ sẽ là khu vực Philippines. Về mặt cộng đồng á, có khả năng là họ đang phát triển nhanh hơn cả Việt Nam nữa. Và các đội tuyển của Philippines cũng rất là mạnh. Khi mà em hỏi mọi người là mọi người cảm thấy là khu vực nào đáng sợ nhất thì để đối đầu á, thì phần lớn là mọi người sẽ trả lời là Philippines chứ không phải là Thái Lan. Mặc dù Thái Lan có nhiều duyên nợ nhất với lại Việt Nam ở trên eSports cũng như là thể thao chính thống, nhưng mà riêng bộ môn tốc chiến này thì Philippines thật sự là một khu vực mà mình phải chú ý và tìm các bài toán để counter họ khá là nhiều. Nhưng mà mọi người có thấy cái mâu thuẫn không? Tại vì cái giải khu vực đầu tiên ấy là cái giải Super Summer Cup 2021 thì là Thái Lan lại lên ngôi vô địch. Thì tại sao lại mọi người lại đánh giá Thái Lan lại thấp hơn Philippines? Đó cũng là điều mà tụi em rất là buồn cười. Em nghĩ rằng cái phần mà có lẽ là cái năm đó khu vực Việt Nam của mình đã phải focus vào khu vực Philippines nhiều quá, cho nên là bỗng nhiên là khi mà đối đầu với lại các đội Thái Lan á, thậm chí là lúc đó là không ai đánh giá cao EVOS hay Sport cả, nhưng mà cứ đánh với lại EVOS là cứ thua thôi. Cái thành ra là mọi người lấy lý do là tại vì Việt Nam với Thái Lan chỉ rơ cho nên là mình hơi xui một tí. Còn về mặt kết quả screen, mọi người vẫn sợ Philippines hơn. Top 3 các khu vực mà mạnh nhất của tốc chiến ở trong SEA Games này, em nghĩ là đầu tiên là Việt Nam, thứ hai là Philippines và thứ ba sẽ là Thái Lan. Khả năng mà Việt Nam mình có được huy chương vàng sẽ là khoảng 80%. Một trong những đội mà mình đánh giá cao nhất là Team Secret của khu vực Philippines, cũng là cái khu vực mà mình đánh giá cao nhất luôn, thì họ lại không có tham gia vào vòng tuyển chọn của SEA Games 31. Cái đội tham gia vào vòng tuyển chọn của SEA Games 31 hiện tại của khu vực Philippines chỉ đang là những đội đang ở vị trí khoảng top 3, top 4 thôi. Vậy thì mình cũng nghĩ rằng là cái việc của Team Secret ấy, người ta không tham gia thì có phải là tin vui dành cho Việt Nam không? bây giờ nói là không phải tin vui dành cho Việt Nam thì cũng hơi không đúng với lại cảm xúc của bản thân mình lắm. Không phải Team Secret thì em nghĩ là tinh thần của các đội đại diện cho Việt Nam sẽ tự tin hơn. Kể từ năm 2021 ấy, thì cái mùa giải beta ấy, Minh Nhi nghe bỏ từ đấy đến giờ thì Minh Nhi có thấy rằng cái hướng đi của mình đã đúng với mục tiêu bắt đầu mình đặt ra? Bắt đầu đổi sang một con đường mới nhưng mà cũng hơi gặp vấn đề về chuyện dịch bệnh. Thành ra là hết khoảng 3 tháng là tất cả mọi người đều phải ở nhà cả rồi, và em cũng vậy. Em nghĩ là việc mà mình bắt đầu một cái cuộc chơi mới, một con đường mới, nhưng mà không có quá nhiều cơ hội để xuất hiện trước mọi người, không có giải đấu offline, không có các hoạt động sân khấu, thì nó cũng ảnh hưởng khá đến cái kế hoạch của em. Nhưng mà chắc là chuyện gì thì cũng có cái duyên của nó. Đương nhiên là hiện tại là em vẫn có những cái kế hoạch khác ở trong năm nay về chuyện phát triển cho giải đấu nói chung, hay là chuyện phát triển cho hình ảnh của em nói riêng. Khi mà chuyển sang tốc chiến ấy, thì mình nghĩ cũng sợ là mình bị mất đi những người hâm mộ ở cái tựa game cũ không? Dạ đương nhiên là có rồi, tại vì gần như là trước đây là em chỉ làm mỗi Liên Minh Huyền Thoại thôi, và Liên Minh Huyền Thoại là một cái tựa game mà có rất là nhiều những anh em họ quan tâm và họ theo dõi, và thậm chí là từ cái tựa game đó mà họ mới bắt đầu biết đến mình và họ yêu thích mình. Đổi sang tốc chiến, một cái tựa game hoàn toàn mới, mặc dù cũng dựa trên nền tảng đó, nhưng mà dù sao thì mình cũng phải đi lại từ đầu đúng không ạ? Thì đương nhiên là em cũng rất là lo lắng về chuyện là mình sẽ phải bắt đầu lại như thế nào. Cái này không khác gì là làm lại từ số 0 hết, nhưng mà không sao cả, tại vì cơ bản là ngay từ đầu là em cũng không định hướng để làm một talent on cam rồi, mà quan trọng là em muốn xem bản thân mình có cái khả năng tổ chức cũng như là khả năng xây dựng nội dung như thế nào ở trong vị trí producer, trong vị trí sản xuất nội dung cũng như là quản trị các kế hoạch về eSports. Cái mục tiêu khi mà em chuyển sang tốc chiến nó kéo dài đến khoảng 5 năm, thậm chí là 7 năm, 8 năm. Hiện tại thì mới có năm đầu thôi, nó cũng còn rất là dài và em sẵn sàng đi tương đối là xa với lại con đường mới này. Bây giờ thì Mimi chung sống cùng nhà với bạn trai, mà bạn trai của Mimi thì lại là một nhân vật nổi tiếng ở trong thế giới điện tử tử ấy. Thì có bạn trai cùng làm nghề với mình ấy, giúp được cho Mimi
như thế nào? Ban đầu thì cá nhân em không có thích chuyện mà có bạn trai làm trong ngành lắm. Khi mà chưa có bạn trai thì em đã xác định luôn rồi là em sẽ tìm bạn trai ngoài ngành. Tại vì lúc đó em nghĩ là ở trong ngành cũng tương đối là phức tạp. Tại vì ngành cũng có liên quan một tí đến giải trí, cho nên là cũng hay có drama này drama nọ. Mà em thì em thích kiểu khi mà mình làm việc xong mình quay về nhà của mình thì có một cái môi trường gia đình hoàn toàn mới. Mình có thể nghe bạn trai của mình nói về công việc của ảnh mà không phải suy nghĩ về công việc của mình nữa. Nhưng mà sau đó thì mình có duyên đến với bạn trai hiện tại là anh Hải. Thì em thấy mọi thứ cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ mình không refresh theo cách đó thì mình có thể refresh theo cách khác. Ngược lại thì mình đã có một cái người bạn rất là tri kỷ để hai đứa có thể nói về công việc của nhau. Tại vì hiện tại cả hai đứa em đều là một cái tựa game mà chung một nhà phát hành. Thành ra là có rất là nhiều những câu chuyện mà cả hai đứa em có thể nói với nhau được. Tụi em có thể đồng cảm với nhau nhiều hơn. Hay là gặp vấn đề này nọ thì tụi em có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên cái mặt mà sản xuất nội dung cũng như là những cái mặt mà tương tác với lại các bạn viewer của tụi em. Cuộc sống thường ngày của hai bạn thì như thế nào? Cuộc sống thường ngày của tụi em thật ra thì thường tụi em làm đêm khá là nhiều. Tại vì tụi em làm eSports mà kiểu thuần eSports luôn ấy, thì em còn phải coi thêm những cái giải của châu Bắc Mỹ. Xong rồi em thì em thích thêm cả Valorant, cho nên là em còn coi cả giải Valorant nữa. Thật ra em rất là khuya, còn bạn trai em thì stream khuya, cho nên là thường tới khoảng 3 giờ sáng tụi em mới ngủ. Ngủ thì tới hết buổi sáng mới dậy. Dậy xong cái là em sẽ xách đồ, em đi làm giải. Là giải xong khuya về thì bạn em stream mất rồi. Em thì cứ vào tắm soạn nội dung cho hôm sau, xong rồi soạn các cái những cái sản phẩm khác của Tốt Chiến. Làm xong thì em đi ngủ. Thật ra thì ở chung vậy thôi, chứ trong cái mùa giải á, thì tụi em cũng không gặp nhau nhiều. Mục tiêu của Minh Nhi trong năm 2022 với Tốt Chiến là như thế nào? Thì nửa năm đầu em vẫn sẽ tập trung chạy hết cái giải này. Tại vì giải rất là dày, tụi em đang phải làm WCS, xong rồi làm WCS Finals là cái vòng mà đánh chung với Đông Nam Á. Xong rồi làm tới SEA Games, SEA Games xong rồi làm tới Chung kết Thế Giới. Đó là những cái giải mà tụi em chỉ được nghỉ từ 1 đến 2 tuần. Và 1 tới 2 tuần đó là tụi em phải làm rất nhiều thứ. Ví dụ như là đi chụp hình cho tuyển thủ, đi quay clip, đi quay bản tin, đi quay trailer. Làm 8.000 thứ ở trên đời ở trong vòng 2 tuần đó. Thành ra là từ đây đến tháng 8 là em hoàn toàn full địch luôn rồi. Full địch mà theo kiểu là không trống một ngày nào nữa luôn. Còn kế hoạch của em với cả bạn trai thì như thế nào? Đương nhiên là năm nay cái này là tụi em cũng đã kiểu rất là lưu linh để chia sẻ với mọi người rồi. Tụi em tính cưới là cuối năm ngoái, cho nên là mới dọn về ở chung. Đã cơ bản là tính cưới năm ngoái rồi, nhưng mà tại vì dịch xong rồi công việc nó cứ đẩy tụi em đi á. Nó cứ cuốn trôi. Thành ra là tới sang năm nay. Năm nay thì tình hình dịch có vẻ là cũng dễ chịu hơn, khả quan hơn rồi. Đương nhiên là tụi em sẽ kỳ vọng là có thể hoàn thành các loại thủ tục để có thể chính thức hợp pháp hóa vào trong khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó.